thưa quý vị với quan điểm đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho sự phát triển thành phố đà nẵng hiện nay đang có nhiều bước đà mạnh mẽ trong việc hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại chuyên nghiệp dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số đây cũng chính là một trong những giải pháp quan trọng để đà nẵng xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng khơi dậy các nguồn lực cho sự phát triển trong dài hạn Năm qua là một năm nhiều thành công cho thành phố Đà Nẵng trong công cuộc chuyển đổi số, khi xếp hạng nhất về chuyển đổi số cấp tỉnh thành toàn diện và nhất ở cả ba trụ cột, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số theo đánh giá xếp hạng của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp, Đà Nẵng vinh dự nhận giải thưởng thành phố thông minh Việt Nam, cùng ba giải thưởng chuyên đề là thành phố quản lý, điều hành thông minh, thành phố y tế thông minh, thành phố quản lý môi trường thông minh, xanh sạch. Sự phát triển mạnh mẽ về công nghệ thông tin, xây dựng thành phố thông minh cũng chính là một trong những thế mạnh nổi bật của thành phố, được nhiều doanh nghiệp đánh giá cao, góp phần xây dựng hình ảnh của điểm đến đầu tư Đà Nẵng. Thành phố Đà Nẵng thì có một cái lợi thế rất lớn là nhiều năm đã được dẫn đầu trong cái đánh giá về chỉ số có sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin. Thành phố Đà Nẵng cũng là một trong thành phố mà có cái việc triển khai rất sớm và thành công của chính phủ điện tử. Thì cả hai cái điều đó dẫn đến một cái cơ sở đầu tiên để giúp cho câu chuyện là cái triển khai thành phố thông minh được thành công. Chúng ta thấy rằng với sự quyết tâm của lãnh đạo thành phố, với hạ tầng công nghệ thông tin hoàn chỉnh, với sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân, thì chúng tôi tin tưởng rằng quá trình chuyển đổi số của thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới chắc chắn sẽ thành công trong thời gian sớm nhất. Với nền tảng vững vàng về công nghệ, Đà Nẵng hiện nay thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư. Trong đó, cải cách thủ tục hành chính là giải pháp được đặc biệt chú trọng, nhất là tăng cường tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, triển khai xây dựng và đưa vào vận hành phần mềm giám sát dự án đầu tư. Giảm tối đa thời gian cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính luôn là vấn đề được thành phố quan tâm hàng đầu. Thành phố sẽ cam kết đẩy mạnh chuyển đổi số, cắt giảm đơn giản hóa các cái thủ tục liên quan đến các hoạt động thành lập doanh nghiệp, đăng ký mở rộng đầu tư, rồi các cái giấy phép có liên quan và như tôi nói ban đầu là quan trọng nhất chắc là các doanh nghiệp không phải mong muốn về tiền bạc của thành phố mà mong muốn về việc đơn giản hóa các thủ tục và tinh thần trách nhiệm phục vụ doanh nghiệp của các sở ban ngành và các địa phương. Đây là một trong những yêu cầu đối với lại thành phố trong cái thời điểm hiện nay và lãnh đạo thành phố cam kết phải chịu trách nhiệm và tôi đã bàn nói rõ là có lẽ đây sẽ là cái điều mà doanh nghiệp mong muốn nhất. Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã ban hành kế hoạch số 09 về việc triển khai thực hiện đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, đẩy mạnh cải cách hành chính tiếp tục là một trong những nhóm giải pháp đóng vai trò quan trọng, tăng cường trật tự kỷ cương trong quản lý hành chính, khuyến khích sự năng động, sáng tạo của cán bộ và xử lý nghiêm đối với những cán bộ công chức có thái độ hách dịch cửa quyền hoặc gây khó khăn phiền hà đối với cơ quan tổ chức đơn vị cá nhân trong thi hành công vụ là yêu cầu được ủy ban nhân dân thành phố đặt ra để triển khai thực hiện hiệu quả đề án này